Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế, Bệnh viện 199, Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng vừa tổ chức khảo sát, đánh giá và triển khai ứng dụng công nghệ để chủ động kiểm soát dịch bệnh tại các khu công nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng. Hiện Đà Nẵng có hơn 500 doanh nghiệp đang hoạt động với hàng ngàn người lao động. Việc xác định nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong các khu công nghiệp được xem là giải pháp để thích ứng an toàn và không đứt gãy chuỗi sản xuất. Để giúp cho các doanh nghiệp đánh giá được nhanh thì chúng tôi sẽ thiết lập những cái hệ thống đường dây nóng để cùng với y tế doanh nghiệp dùng những cái công nghệ để làm sao kết nối sớm nhất và cũng tư vấn một cách nhanh nhất với các doanh nghiệp. Triển khai cái phần mềm Atalin quản lý dịch bệnh đối với các doanh nghiệp. Khi triển khai cái phần mềm này thì khi chỉ cần có một công nhân có một cái biểu hiện thì ban quản lý chúng tôi, bệnh viện 199 hoặc là chủ doanh nghiệp sẽ nắm được tình hình và bệnh viện 199 sẽ chủ động cử người xuống để mà khám và sàng lọc. Để chủ động đánh giá và xử lý nhanh ca bệnh COVID-19 tại các khu công nghiệp, ba đơn vị liên quan đã ký kết về việc hỗ trợ triển khai hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Hai trạm y tế lưu động cũng được thiết lập tại khu công nghiệp Hòa Khánh và khu công nghiệp Đà Nẵng dưới sự vận hành và phụ trách chuyên môn y tế của Bệnh viện 199 để xử lý nhanh khi phát sinh ca bệnh trong doanh nghiệp và hỗ trợ điều trị F0 tại nhà.